Xin chào các bạn, lần này anh bé đã thực hiện được tự do hải sản. Nhai một con tôm hùm nặng 2 cân cùng với con lươn nướng thơm phức, đã biến chương trình sống sót hoang dã thành chế độ nghỉ dưỡng. Địa điểm mà anh bé sẽ thách thức trong tập này là hòn đảo ở New Zealand. Lên thuyền với giá $25 để đến tận sâu trong rừng. Trên đường dòng nước xoáy cuồn cuộn, nhưng nhanh chóng bị một thác nước cản trở đường đi. Sắp va chạm không kịp suy nghĩ nhiều, bé nhìn chính xác thời cơ, nhảy mạnh xuống nước. Dòng nước mạnh mẽ đẩy anh ta về phía đá bên bờ. May mắn là với kinh nghiệm phong phú, anh ấy vẫn thành công lên bờ. Sau đó, đạp ga để vào rừng mà anh yêu thích nhất, bởi vì rừng có nguồn tài nguyên phong phú, có côn trùng mà bé yêu thích nhất. Khi thấy một cái hang cây nào, theo thói quen phải kiểm tra một chút. Thật sự anh có phát hiện một con sâu to béo. Nhìn vào protein trong tay, đôi mắt của anh bé đều xanh lè. Chỉ trong một giây sau, anh ta đã bóp đầu và đuôi con sâu, thẳng tiến đưa vào miệng. Một miếng vào miệng, nổ tung ngay lập tức. Protein còn mạnh hơn cả thịt bò 10 lần, chính là hương vị không kém phần phô mai chua. Bé phải bóp mũi mới cắn được. Tiếp tục tiến lên, ở phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh của dòng nước. Đến gần nhìn thì thấy một con sông. Bé quyết định đi dọc theo con sông này. Có thể cuối cùng đó chính là lối ra. Tiếp theo, bé như con khỉ nhảy, chạy trên những tảng đá ẩm ướt chân trượt. Nhiếp ảnh gia cũng chịu khổ, bởi vì mang theo máy quay nặng 20kg theo sau. Khi tiếp tục đi xuống dòng, địa hình cũng trở nên phẳng hơn nhiều. Bé dừng bước, chuẩn bị tìm hải sản ở đây để bổ sung chất đạm. Một hố nước đã thu hút sự chú ý của anh ta. Nhìn kỹ một chút, bên trong thì có đến 2 con tôm hùm đang hẹn hò. Nhưng đáng tiếc là họ gặp phải anh chàng tệ hại này. Với protein chất lượng này, nếu đặt vào trước đây, bé đã thẳng tiến ăn sống ngay. Nhưng tôm hùm hoang này chứa quá nhiều ký sinh trùng, ăn sống có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Bé đặt chúng vào rêu ẩm, sau đó đóng gói và mang đi. Chờ đến khi đói bụng, lại là một bữa tôm hùm lớn. Đi qua rừng, xa xa xuất hiện một dãy núi cao vút. Đây là núi Lửa ở bắc đảo New Zealand. Để tiếp tục đi tiếp, anh ấy phải vượt qua. Không do dự, bé đã lao thẳng tới. Cùng với sự tăng cao độ, bé cũng bắt đầu mệt lử. Mất cả 5 giờ mới leo lên đỉnh núi khó khăn. Lúc này anh ta đói và mệt, muốn lấy bình nước uống, nhưng phát hiện nước bên trong đã bị nhiếp ảnh gia uống hết. Nhưng bé không phải không có cách. Anh phát hiện dưới chân núi có một con sông. Không nói một lời, anh ta liền theo dốc xuống núi. Đá lỏng lẻo liên tục lăn xuống. Đi khắp nơi suốt mấy giờ, bé lần đầu cảm thấy sợ hãi. Nhưng đã bắn cung thì không thể rút lại. Dựa vào kỹ năng né tránh mạnh mẽ, bé và nhiếp ảnh gia cuối cùng cũng đến bên sông. Nhưng nước sông này trông không sạch sẽ và vệ sinh. Bên trong còn có mùi lưu huỳnh đặc. Bé đang khát quá không còn quan tâm nhiều, đổ một nồi trực tiếp vào miệng. Kết quả là sau đó lại nôn ra. Anh suýt chút nữa mất mạng. Ngay cả thần nước cũng không dám uống. Nhanh chóng rời khỏi nơi này không ai ở. Bé lại một lần nữa bò vào một khu rừng. Nhiệt độ ở đây rất cao, phía trước còn có khói dày đặc. Hãy qua đây và nhìn xem. Dưới đó là nước sôi. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ do magma dưới lòng đất. Nếu rơi xuống một cách không cẩn thận, có lẽ sẽ đến thiên đàng. Tuy nhiên, lúc này bé đã nảy ra một ý tưởng táo bạo. Anh ta cẩn thận đến bên bờ sôi sục của con sông. Sau đó, anh ta lấy ra tôm trong cặp. Anh cũng tháo ra đôi tất không giặt trong 2 tháng. Đặt tôm vào. Đặt vào nước magma sôi và đun 10 phút. Một món tôm hấp nước đã hoàn thành. Bé không thể chờ đợi nữa và ăn ngay cả vỏ lẫn thịt. Mỗi miếng đều giòn tan. Protein gấp nhiều lần thịt gà. Thưởng thức món ăn ngon, bé lại tiếp tục lên đường. Trong rừng, anh phát hiện một con suối trong xanh. Bên kia bờ còn một cánh đồng phẳng. Không ngờ núi rừng sâu còn có một địa điểm tốt như vậy. Bé nhảy một nhát, anh ta nhảy xuống nước với tư thế hoàn hảo. Sau khi bơi tới bờ kia, để không bị cảm lạnh, anh ngay lập tức cởi bỏ quần áo ướt và vắt khô. Nhìn thấy mặt trời sắp lặn, việc cần làm ngay bây giờ là xây dựng một nơi trú ẩn để qua đêm. Bé chọn cây gỗ nhỏ này, độ dẻo dai của nó rất tốt. Bé quyết định sử dụng nó để làm khung cho căn nhà trú ẩn. Đầu tiên, uốn cong cành cây và đâm vào lòng đất. Sau đó, tìm một số cành cây để chống ở hai bên cành cây. Không lâu sau, một khung nhà trú ẩn đơn giản đã được xây dựng xong. Tiếp theo, trải lên lá cây rậm rạp, có thể giữ ấm và chống mưa. Cuối cùng, trải đầy rêu khô trên mặt đất để làm nệm. Chưa đầy một giờ, một biệt thự sang trọng đã hoàn thành. Giải quyết xong vấn đề chỗ ở, đến giờ ăn tối rồi. Bé dự định câu một con lươn trong sông để thưởng cho bản thân. Sử dụng con dao mài bề mặt của lá cây, làm cho nó tách thành từng sợi nhỏ. Ngay khi có con lươn cắn, răng sẽ mắc kẹt bên trong và không thể di chuyển. Mọi thứ đã sẵn sàng, bé biến thành người câu cá, ngồi trên tảng đá đợi con lươn cắn câu. Không lâu sau, một con lươn ngu ngốc bắt đầu tiến lại từ từ, lảo đảo trước mắt miếng lá trong một thời gian dài. Cuối cùng, không thể chịu đựng được cám dỗ và cắn. Lúc này, nhất định phải bình tĩnh, hãy từ từ dẫn nó về bờ. Khi nó không để ý, hãy nhanh chóng đánh gục nó xuống đất. Ôi trời ơi, con này nặng tới 5 cân đấy. Bé không nói một lời, đưa nó đi gặp Diêm Vương. Quay trở lại trại, chuẩn bị lửa để nấu ăn. Không có dụng cụ châm lửa, bé lấy ra chiếc Nokia ướt. Lấy pin bên trong ra, sử dụng con dao tạo ra ngắn mạch để tạo ra nhiệt và tia lửa. Pin sẽ bắt đầu phát ra khói từ từ. Vài phút sau sẽ có thể đốt lên ngọn lửa lớn. Sau đó bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.
Nguyên liệu cao cấp sẽ được chế biến thành nhiều hương vị khác nhau. Một phần cắt thành từng miếng để nấu canh, phần còn lại cuốn lên que gỗ để nướng. 10 phút sau, bé cũng không quan tâm nó đã chín hay chưa. Không kìm được, anh ta liền ăn ngấu nghiến. Không thể không nói, con lươn này thật ngon. Thịt mềm và tươi ngon, béo mà không bị khô. Ngon đến mức không thể dừng lại. Cuối cùng lại uống một ngụm canh nóng. Ad nhìn thấy cảnh này cũng phải gật đầu. Sáng hôm sau, bé sớm dậy để sắp xếp hành lý, tiến về điểm đích. Đến một bên vách đá, phát hiện có một con đường ngay bên kia. Chỉ cần vượt qua con sông này là có thể trở về xã hội văn minh. Không suy nghĩ quá xa xôi, bây giờ làm sao để xuống mặt nước cũng là một vấn đề. Từ đây đến mặt nước cách tới 50m, nhảy xuống là không thể. Chỉ có thể dùng dây leo để trườn xuống. Thu thập một lượng lớn dây leo và buộc chặt lên cây. Không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, bé bắt đầu trườn xuống từ từ. Trên đường không ngừng kêu rên thảm thiết. Thác nước bên cạnh đập mạnh vào cơ thể anh ta. May mắn bé kịp thời nắm lấy cọng rơm cứu thân bên cạnh. Sau khi trườn xuống suốt 1 giờ, cuối cùng chỉ còn lại 5m. Khoảng cách này bé không mắt cũng không chớp mà nhảy xuống. Nhiếp ảnh gia cũng không chịu thua. Ngay sau đó, anh ta lao vào nước. Sau đó, cả hai cùng nhau bơi về bờ. Sau khi lên bờ, không ngoài dự đoán của anh ta, trên đường vẫn còn dấu vết của chiếc xe tải lớn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thử thách lần này kết thúc suôn sẻ.